Thưa quý vị, cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra vào ngày 16 tháng 10 ở tỉnh Malatya, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến cho một số tòa nhà bị hư hại. Chân tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu hơn 10 km tại phía đông của thành phố cùng tên của tỉnh này. Trận động đất khiến 3 tòa nhà tại thành phố Malatya đã bị sập một phần, song không có ai thiệt mạng. Gần 190 người sinh sống tại 6 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải nhập viện và hiện 43 người vẫn đang được theo dõi. Tại nước láng giềng Syria, người dân sinh sống ở các tỉnh như là Hasaka, Deanjo và Aleppo cũng cảm nhận được sự rung chấn của trận động đất. Nhà chức trách đã yêu cầu đóng cửa các trường học trong một ngày để phòng ngừa thảm họa. Các hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Air Canada vừa có một trải nghiệm thót tim, theo nguồn tin từ tờ Daily Mail của nước Anh. Chiếc máy bay Boeing 787 này đang trên hành trình từ thành phố Vancouver của Canada tới Singapore và đã gặp nhiễu động không khí cực mạnh gây ra tình trạng rơi tự do khoảng 1.800m trong vòng 5 phút. Hình ảnh hành khách chia sẻ sau đó trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trong khoang máy do đồ ăn thì bị đổ vương vãi và một số hành khách bị hất tung khỏi ghế ngồi, dù là không có ai bị thương. May mắn sau đó tình hình đã được trở lại bình thường và chuyến bay tiếp tục đi đến đích an toàn. Nhiều hồ tại Thụy Sĩ đang chứng kiến sự sinh sôi nhanh chóng của loài quagga có nguồn gốc từ biển đen. Loài sinh vật ngoại lai này đang đe dọa đến hệ sinh thái và sinh kế của người dân địa phương. Cuộc chiến với loài chai xâm lấn thực vật này vẫn đang là một sự thách thức lớn. Loài chai quagga xuất hiện từ năm 2014 tại các hồ của Thụy Sĩ và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có mặt ở khắp nơi. Ông Claude Delay, một ngư dân kỳ cựu cho biết, loài ngoại lai này đã khiến cho công việc đánh cá trở nên khó khăn hơn. Nếu là lưới kim loại thì có thể gỡ ra và bỏ đi được, nhưng nếu là lưới đánh cá thông thường thì sẽ bị rách. Gần đây ông phải thay lưới thường xuyên, không những mất thời gian mà còn tốn kém chi phí. Chúng tôi không có giải pháp nào để chống lại loài chai này. Nước càng mạnh, chúng sẽ bám vào lưới càng nhiều. Khi gỡ chúng ra, lưới rất dễ bị rách. Hoặc khi kéo lưới lên cũng sẽ bị rách khi mắc vào những con bám ở đây. Thông thường lưới sẽ sử dụng được 2 tháng, nhưng giờ chỉ khoảng 1 tháng là đã bị hỏng và phải thay. Hiện loài chai quagga đã lan rộng ra ít nhất 6 hồ lớn của Thụy Sĩ. Do không phải đối mặt với loài săn mồi tự nhiên nào ở khu vực này, trong vòng 2 thập kỷ tới, chúng sẽ tăng lên với tốc độ gấp 20 lần. Sự phát triển này thực sự đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của ngư dân và hệ sinh thái địa phương. Chúng hấp thụ mọi thứ trong nước, bao gồm cả các chất dinh dưỡng, nền tảng của chuỗi thức ăn. Điều này có thể ảnh hưởng đến các loài cá trong hệ sinh thái của chúng ta. Các nhà chức trách Thụy Sĩ đang tìm kiếm những giải pháp giảm sự sinh sôi của loài chai xâm lấn, như đưa ra quy định quản lý nghiêm ngặt hơn, ngăn chặn sự lây lan của chúng đến các vùng nước mới.